Kính thưa quý vị thân mến, nay Phong sẽ gửi đến quý vị hình ảnh những cây mía tím mà Phong đã trồng ở cái thời điểm trước. Cách đây vài tháng Phong đã quay video về cái cách mình trồng. Thì hôm nay thì cây mía cũng đã, ở đây là có 4 bụi quý vị ạ. 4 bụi. Cây trồng mang tính chất là chỉ để ăn thôi chứ không bán, nên là Phong cũng không chăm được tốt lắm. Nó đỡ cỏ thôi. Đấy, quý vị đã thấy nó lên rồi. Cái phần mà Phong sẽ bóc bóc liên tục để nó phát triển cách tốt nhất, đỡ sâu bệnh quý vị ạ. Đấy. Khi mà thường thường nó khoảng độ, tùy quý vị có thời gian thì có thể một tuần bóc một lần, quý vị cảm thấy cái bẹ nó bong ấy. Ví dụ như cái bẹ này thì cũng gần bóc rồi. Giờ bóc thì bóc sớm quá thì nó cũng không được tốt. Sớm quá nó ảnh hưởng đến cái thân cây. Mà bóc trễ quá thì sâu bệnh nó hoành hành. Sắp tới là Phong sẽ vun đất vào. Hôm nay đất nó ướt, mới đang muốn vừa dọn cái cỏ để nó cỏ nó chết hết thì đã, thì cũng vun đất vào đây. Mấy hôm nay nó mưa nên là chưa vun được, thời tiết chưa vun được, chưa cho ăn gì luôn quý ạ. Giống mía này nó phát triển tương đối tốt, chưa cho ăn gì mà nó đã như thế này. Mía tương đối đẹp. Trồng mía thì nó vừa có chỗ này, nó khu vực này cũng gần đường, nó vừa có bóng mát, vừa có thiên nhiên, khí hậu tốt mà lại có thu nhập dinh dưỡng. Không có hiện tượng sâu, bóc liên tục không hiện tượng sâu. Nếu quý vị mà không bóc liên tục ấy, thì rất dễ có hiện tượng sâu. Bởi vì sâu nó sẽ xâm nhập vào những cái cổ này. Đấy, bẹ lại sắp bóc rồi. Đấy, quý vị thấy chưa? Đây nó có hiện tượng nứt. Đấy, nứt này là do, có thể do thời tiết vừa rồi nó mưa rất là nhiều. Mưa rất là nhiều nên là nứt ra. Bóc sớm một tí thì cũng không có tốt. Còn bóc không cái bệ ạ. Lá này hoàn toàn có thể thái ra cho bò, cho dê ăn được, cho cá ăn được, lá mía rất là tốt. Cái hàm lượng đường quý vị ạ, là quý vị nào mà con dê hoặc con bò, con trâu, hàm lượng đường ở trong cái lá mía này nó còn tốt hơn là bẹ ngô, tốt hơn là ngô, tốt hơn là cỏ voi. Này, chưa đi bóc, bóc hơi sớm. Cái nữa Phong sẽ kiếm một cái dây để buộc cọng lại với nhau cho nó đỡ đổ, không mà nó sẽ đổ. Cây càng cao thì cái nó càng yếu, nếu không có cái chống nó càng yếu. Đây Phong xác định là trồng để lấy cây ăn. Có thời gian công việc cũng rất là bận nên là không thường xuyên chăm sóc. Nếu mà thường xuyên chăm sóc, tưới tắm cái hôm nào mà thời điểm nó khô hạn mấy ngày mà chúng ta tưới được ấy, thì cây mía sẽ phát triển rất là tốt. Đấy, tầm này bóc cũng được rồi, cũng hơi ngay tiện quay thì Phong bóc luôn đỡ tốn thời gian. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vừa rồi Phong gửi đến hình ảnh
cây mía đã được 3 tháng tuổi, hơn 3 tháng một chút. Thời điểm mới phong trồng cách đây cũng phải hơn 3 tháng. Thì cây mía đã cao bằng này rồi. Lá rất là xanh. Mía thì thường thường thỉnh thoảng cũng nên phun thuốc định kỳ, bởi vì nó rất là nhiều sâu. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Họ sẽ chia sẻ cách vun rồi chăm sóc để cho cây mía phát triển một cách tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.